các ngươi là người phương nào vì sao tiến nhập u minh vực ngay tại tô huyền cùng linh bảo thiên tôn vừa mới đặt chân thương thiên táng khu vực thời điểm liền là có một thanh âm vô cùng băng lãnh bỗng nhiên vang lên tại hai người bên tai thanh âm này tham thẳm đúng là khiến người ta chỉ là nghe vào liền là có chút phát lạnh mà nghe được thanh âm này đột ngột tô huyền cùng linh bảo thiên tôn cũng là hơi kinh hãi nhìn về phía trước chỉ thấy một thân ảnh áo đen chính đứng cách hai người cách đó không xa địa phương áo đen thân ảnh là một người nam tử da thịt trắng như tuyết sau một số nữ tử đều muốn trắng toàn thân bao phủ nồng đậm âm hàn chi khí xem ra có chút quỷ dị khiến người ta sinh ra sợ hãi tuy nói nam tử trên người có loại khí tức quỷ dị nhưng tô huyền cùng linh bảo thiên tôn lại là không có nửa điểm e ngại bất quá một cái nho nhỏ tiên vương thôi đưa tay có thể diệt u minh vực ngươi là nói chúng ta chỗ mảnh này khu vực tên là u minh vực sao nghe được nam tử vừa mới lời đã nói ra tô huyền ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm nam tử hỏi phải thì như thế nào Ta U Minh vực cấm đoán ngoại nhân tiến vào, huống chi, các ngươi đều không phải là táng thổ người à." Nam tử trầm lặng nói thanh âm băng lãnh. "Cho nên, ngươi có vấn đề gì không?" Linh Bảo Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt biến đến bất thiện, lạnh lùng nhìn lấy nam tử, hỏi ngược lại. "Không phải ta U Minh vực sinh linh, đạp nhập U Minh vực xuống chàng chỉ có một cái, cái kia chính là vĩnh viễn lưu ở khu vực này." Nam tử lạnh lùng mở miệng. "Ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu là ngươi có thể trả lời đến, thả ngươi đi." như là không thể, lập tức tiễn người lên đường. Tô Huyền trực tiếp không để ý đến lời của nam tử, lạnh giọng mở miệng. Ừm, Tô Huyền cái này vừa nói nam tử nhất thời mộng. Chính mình cũng đã nói không phải U Minh vực sinh linh đạp nhập U Minh vực xuống tràng, mà trước mắt cái này tóc trắng thanh niên, lại giống là căn bản không có để ở trong lòng một dạng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Ngoại giới sinh linh, U Minh vực cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương nam tử lại lần nữa lạnh giọng mở miệng oanh mà liền tại nam tử tiếng nói vừa ra trong nháy mắt một cỗ kinh khủng uy áp ẩm vang hạ xuống trong nháy mắt nam tử như bị xét đánh cái kia vốn là mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt giống như là một trang giấy một dạng con ngươi của hắn đột nhiên co lại toàn thân rừng không ngừng run rẩy tiên tiên tôn cường giả như thế trẻ tuổi tiên tôn cường giả cảm nhận được tô huyền trên người tán phát ra cái kia cỗ lệnh hắn tim đập nhanh vô cùng uy áp nam tử lúc này mộng trước đó hắn chỉ có thể xem thấu tô huyền tuổi tác mà không thể xem thấu tu vi, còn tưởng rằng tô huyền chỉ là một cái dùng bí pháp che giấu tu vi mao đầu tiểu tử thôi. nhưng làm tô huyền chân chính thả ra tu vi uy áp một khắc này, nam tử mới hiểu được. không phải tô huyền che giấu tu vi, mà chính là tô huyền tu vi quá cao, hắn căn bản là nhì không thấu. như thế nào? hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao? tô huyền lạnh lùng nhìn lấy nam tử, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. tô huyền thanh âm rất bình thản nghe không ra bất kỳ tâm tình chập chờn có thể rơi vào nam tử trong tai lại như cùng đi tự cửu u nói nhỏ đồng dạng để thân thể của hắn run rẩy càng thêm lợi hại sắc mặt càng là trắng xám tới cực điểm có thể có thể tuổi trẻ đại nhân ngươi hỏi đi tiểu nhân nếu như biết rõ nhất định trả lời ngươi tại tô huyền cái này đủ sánh ngang tiên đế uy áp trước mặt nam tử tính toán là thật đàng hoàng run rẩy trả lời ta muốn hỏi ngươi cái này thương thiên táng thổ bố cục đến tột cùng là như thế nào còn có chính là ngươi cũng đã biết cái nào một vực tất cả vạn vật thổ nhiều nhất." Tô Huyền đạm mạc mở miệng. "Ừm, nghe được vấn đề, nam tử đầu tiên là suy tư một chút, sau đó mới hồi đáp. "Tuổi trẻ đại nhân, kho thiên táng đất chia làm ngũ vực, phân biệt là U Minh, La Sát, Tu La, Diêm La, Hoàng Tuyền, đến mức cái nào một vực tất cả vạn vật thổ nhiều nhất?" "Cái này ta cũng không biết à." "Không biết?" Tô Huyền con ngươi chợt một gần, trong không gian cái kia cỗ uy áp lần nữa tăng cường như là con đội đồng dạng hung hăng đặt ở nam tử trên thân. Răng rắc, một thanh âm thanh thúy vang lên, là nam tử trên thân cốt cách bị đập vụn. Bịch. Trong nháy mắt, nam tử run rẩy càng thêm lợi hại, thậm chí trực tiếp quỳ xuống, quỳ gối Tô Huyền trước người. Cộc cộc cộc. Đại nhân, thực sự không được, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta vực táng hoàng, hắn nhất định biết ngươi vấn đề này. Nam tử quỳ gối Tô Huyền trước người, không ngừng đập lấy đầu, vô cùng thành kính, hy vọng Tô Huyền tha cho hắn một mạng. Táng Hoàng, đó là vật gì? Tô Huyền hỏi. Đại nhân, thương thiên táng thủ ngũ vực, mỗi một vực đều có một vị táng hoàng, bọn hắn chính là mỗi người vị trí chúa tể giả. Nam tử run giọng trả lời. Mỗi người chỗ vực chúa tể giả. Nghe vậy, Tô Huyền ánh mắt sáng lên. Nói như vậy, cái này táng hoàng khẳng định biết mình vấn đề à. Nhưng người loại này tiểu nhân vật, làm sao có thể đầy đủ dẫn ta đi gặp táng hoàng. Tô Huyền bỗng nhiên ý thức được vấn đề này, lạnh giọng chất vấn Nam tử nói. Câu nói này vừa ra không gian đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh, nam tử trầm mặc. Ngươi dám đùa ta. Tô Huyền sầm mặt lại, đã động sát tâm. Trong nháy mắt, trong không gian cái kia cỗ sát ý giống như thủy triều đem nam tử bao khỏa, để nam tử trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng nói, đại nhân, kỳ thật ta chính là U Minh vực U Minh tử thủ hạ, U Minh tử chính là U Minh Táng Hoàng nhi tử, cũng là toàn bộ U Minh vực thiên phú cao nhất sinh linh, rất thụ U Minh Táng Hoàng khí trọng. Cho nên, đại nhân Ta có thể dẫn ngươi đi gặp U Minh Tử, lại để cho hắn dẫn ngươi đi gặp U Minh Táng Hoàng. Ồ, cái kia như lời ngươi nói vị kia U Minh Tử ở đâu? Tô Huyền hỏi. Hắn thì tại phía trước không xa U Minh Sơn, ở bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nam tử không dám đắc tội Tô Huyền, nói chi tiết nói. Ồ, U Minh Sơn, cái kia là địa phương nào? Bên trong có cơ duyên gì? Nghe vậy, Tô Huyền hứng thú. U Minh Sơn chính là chúng ta U Minh vực thần bí nhất một tòa tiên sơn bên trong có đại cơ duyên. U Minh Tử lần này cũng là đi tìm trong đó một gốc trường sinh dược. Tô Huyền trên thân cái kia cỗ sát ý để nam tử vô cùng e dè, căn bản không dám nói mò, chỉ có thể chi tiết bản giao. Trường sinh dược, nghe được ba chữ này, Tô Huyền ánh mắt chợt sáng lên, từ đó bắn ra một đạo quang mang mãnh liệt, hắn nhìn lấy nam tử, khóe miệng vùng lên, mang ta đi. Được, tốt, Tô Huyền ngữ khí căn bản khiến người ta không dám nghi vấn, nam tử chỉ có thể gật đầu. U Minh Sơn ở vào U Minh vực một chỗ khu vực biên giới, chính là U Minh vực lớn nhất một tòa cơ duyên bảo địa, trong đó có thể nói là cơ duyên khắp nơi trên đất. Bất quá, theo thời gian trôi qua, U Minh Sơn bên trong cơ duyên cũng không có ngay từ đầu nhiều như vậy. Nhưng vẫn là sẽ hấp dẫn không ít U Minh vực cùng với khác vực thiên kiêu đến. Bởi vì U Minh Sơn bên trong, chân quý nhất cơ duyên, chính là cái kia chỗ sâu nhất truyền thừa mộ huyệt. Nghe nói vào vô số năm trước đây, liền là có một táng thổ sinh linh một lần tình cờ tiến vào chỗ đó, thu được một vị siêu cấp đại năng truyền thừa. Từ đó một đường quật khởi, sau cùng đăng lâm thương thiên táng thổ trí cao, trở thành tuế nguyệt bên trong mấy cái đại tối cường táng hoàng một trong. Mà gần nhất U Minh Sơn lại bắt đầu trở nên náo nhiệt. Bởi vì U táng thổ sinh linh cảm nhận được U Minh Sơn bên trong trường sinh dược khí tức. Trường sinh dược chính là toàn bộ tiên giới trí bảo, tại thương thiên táng thổ cũng giống vậy, rất nhanh liền hấp dẫn U Minh vực cùng với khác vực thiên kiêu đến. Thời khắc này U Minh Sơn, Đen nhánh sơn mạch bao phủ tại hắc ám bên trong, kéo dài hướng nơi xa. Có nồng đậm âm sát chi khí ở trong núi lượn lờ lan lộn. U Minh Sơn bên ngoài, một đám táng thổ sinh linh chính đứng thẳng đứng ở trong hư không, lẫn nhau rằng có lấy. Trong đó, là cường thế nhất chính là một tên thân mang đen nhánh đạo bào, toàn thân bọc lấy hắc sắc tử khí, hai con mắt huyết hồng, giống như đến từ U Minh ác ma đồng dạng thanh niên. Thanh niên chính là U Minh tử, chính là U Minh vực cái này đệ nhất tối cường thiên kiêu thân có u minh tiên thể, có thể đại lượng hấp thu u minh chi lực tăng cường tự thân nhục thể cùng tu vi, vô cùng khủng bố. Mà cùng u minh tử đối chọi gay gắt còn có hai tên táng thổ sinh linh, một nam một nữ, nam thân mang huyết hồng tiên y, toàn thân bao phủ nồng đậm hồng sắc tiên quang, vô cùng tươi đẹp, quả thực giống như là theo huyết hải bên trong bước ra. Nam tử chính là kho thiên táng đất Diêm La vực tối cường thiên kiêu, được xưng là tiểu Diêm La vương, sát thủ tức là sát chiêu, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người sợ hãi còn có một nữ tử toàn thân bị sát khí bao khỏa một tấm tinh xảo trên khuôn mặt lại là khắc họa lấy một số quỷ dị đồ án tựa như hoa hồng lại như là chú văn vô cùng thần bí nữ tử chính là tu la vực thiên kiêu được xưng là hoa hồng đen mặc dù không gọi được tu la vực tối cường nhưng cũng được cho trước bà giờ phút này ba người rằng co sau lưng đều có mỗi người đạo vực táng thổ sinh linh đi theo đột nhiên tạo thành một cái tam quân đối chọi cục diện ha ha tiểu diêm la vương hoa hồng đen cơn gió nào đem các ngươi hai cái thổi tới ta u minh vực tới tối tăm yên tĩnh trong không gian u minh tử trước tiên mở miệng thanh âm lạnh lùng đối hai người rất là khinh thường ha ha u minh tử không biết ngươi tại trang cái gì không biết còn tưởng rằng ngươi là thương thiên táng thổ cái này đệ nhất tối cường thiên kiêu đâu tiểu diêm la vương quanh thân huyết khí phiêu bạt một đôi huyết hồng con ngươi vô cùng băng lãnh nhìn lấy u minh tử đồng dạng không lưu tình chút nào mở miệng ha ha u minh tử ngươi cũng liền cùng ta cuồng nhất cuồng nếu là ta tu la vực tu la tử đến, ngươi có thể hay không chống nổi một chiêu đều là cái vấn đề. Hoa hồng đen cũng đối u minh tử vô tình diễu cợt nói. Làm táng thổ sinh linh, nhân tình thế thái cái gì, đối với bọn hắn tới nói cũng là vô nghĩa, sinh tử coi nhẹ, không phục thì tài năng là tôn chỉ của bọn hắn. Các ngươi, các ngươi có thể còn biết đây là ta u minh vực, có tin ta hay không đem các ngươi làm chết ở chỗ này, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Gặp hai người mẩy may không nể mặt chính mình, u minh tử sắc mặt một phía dưới chìm xuống dưới lạnh như băng nói vậy thì thế nào ta nếu là chết ở chỗ này ngươi cảm thấy ta diêm la vực có thể từ bỏ ý đồ sao ngươi là kích thích hai vực đại chiến sao tiểu diêm la vương quát lạnh u minh tử thật đề cao bản thân ngươi u minh vực bất quá ngũ vực bên trong yếu nhất một vực thôi nếu là không thành thật điểm sợ là phải bị trực tiếp hủy diệt hoa hồng đen cũng nói vậy liền đánh một trầu u minh tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm hét lớn một tiếng, phóng xuất ra toàn thân khí tức, bao phủ toàn bộ không gian. Trong nháy mắt, một cỗ vô cùng nồng đậm âm sát chi khí chính là tràn ngập toàn bộ không gian, làm người sợ hãi. Đánh một trầu thì đánh một trầu, ta há sợ ngươi sao? Tiểu Diêm La Vương hét lớn, cũng đột nhiên phóng xuất ra toàn thân khí tức, áp hướng U Minh Tử. Tiểu Diêm La Vương khí tức phóng thích, toàn bộ không gian đều bị nhuộm thành huyết hồng chi sắc, dường như bị máu tươi chỗ nhuộm dần đồng dạng. U Minh Tử, ngươi quá cản rỡ, hoa hồng đen thấy thế cũng phóng xuất ra khí tức cùng tiểu diêm la vương cùng nhau hướng về u minh tử trấn áp xuống trong không gian ba người rằng co lấy không gian dường như bị động lại ở đồng dạng hoàn toàn yên tĩnh cũng biểu thị đại chiến hết sức căng thẳng oanh mà đúng lúc này phía trước toàn bộ u minh sơn lại là chợt chấn động kinh thiên động địa cực kỳ kinh người sau đó tại cái kia bị nồng đậm âm sát chi khí bao phủ u minh sơn bên trong đúng là bỗng nhiên có một đạo màu đen tiên quang nở rộ ngay sau đó chính là một cỗ vô cùng nồng nặc dược hương truyền ra tràn ngập giữa thiên địa dạo này dị biến để u minh tử ba người ngừng rằng co đồng loạt hướng về u minh sơn bên trong nhìn lại khóe miệng vung lên lộ ra một vệt nụ cười màu đen tiên quang mùi thuốc nồng nặc là đây chính là cái kia phụ thân cho ta nói cửu u minh cỏ nếu là có thể đạt được cửu u minh thảo đem dung hợp ta nhất định có thể trở thành thương thiên táng thổ đệ nhất thiên kiêu u minh tử cặp kia tinh hồng con người lóe sáng có chút hưng phấn Quả nhiên, U Minh Sơn bên trong có lấy trường sinh dược xuất thế. Tiểu Diêm La Vương cũng hưng phấn lên, một đôi huyết hồng con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm U Minh Sơn bên trong cảnh tượng. Trường sinh dược, ta nhất định muốn đạt được. Hoa hồng đen ánh mắt cũng bỗng nhiên sáng lên, hưng phấn tự nói. Oanh! Đúng lúc này, cả tòa U Minh Sơn đúng là lại lần nữa chấn động. Trong nháy mắt, đen nhánh tiên quang càng thêm nồng nặc, thậm chí có một cỗ vô cùng rồi rào đạo vận tự U Minh Sơn bên trong nở rộ mà ra bao phủ giữa cả thiên địa như thế rồi rào đạo vận. Lần này U Minh Sơn bên trong cơ duyên không ngừng trường sinh dược, vô cùng có khả năng còn có truyền thừa mộ huyệt mở ra. Cảm nhận được giữa thiên địa cái kia cỗ rồi rào đạo vận, U Minh tử cặp kia tinh hồng con ngươi càng thêm lóe sáng, cảm xúc đều biến đến bành trướng lên. Như thế nồng đậm đạo vận, có thể là cái kia truyền thuyết bên trong truyền thừa mộ huyệt mở ra. Truyền thuyết, U Minh giới bên trong, U Minh Sơn bên trong, có một tòa vô cùng thần bí truyền thừa mộ huyệt, trong đó có đỉnh cấp đại năng truyền thừa vào vô số năm trước đây liền là có u minh giới một cái bình thường táng thổ sinh linh đạt được trong đó truyền thừa sau đó một đường hát vang tiến mạnh trở thành thương thiên táng thổ tối cường mấy người một trong lúc này giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện như thế rồi rào đạo vận chẳng lẽ là cái kia thần bí truyền thừa mộ huyệt lại một lần nữa hiện thế rồi tiểu diêm la vương nhìn thấy một màn này trong lòng cũng biến đến kích động lên nếu thật là truyền thừa mộ huyệt vậy nhưng còn muốn so trường sinh dược còn muốn chân quý nhiều thậm chí có thể cải biến cuộc đời của bọn hắn truyền thừa mộ huyệt kia liền càng muốn tranh giành hoa hồng đen đôi mắt đẹp lấp lóe thầm nghĩ trong lòng oanh thiên địa lần nữa run lên chỉ thấy cái kia u minh sơn bên trong lại là có một đầu đen nhánh đại đạo từ bên trong kéo dài mà ra đến mọi người trước người đây là u minh sơn đang chủ động tiếp dẫn u minh tử đầu tiên là sững sờ sau đó triệt để biến đến hưng phấn lên ha 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 xem ra thật sự là truyền thừa mộ huyệt mở ra u minh tử nhớ đến U Minh Táng Hoàng nói với hắn lên qua, nếu là U Minh Sơn bên trong truyền thừa mộ huyệt mở ra liền sẽ sinh ra dị biến, sinh ra linh trí, thậm chí sẽ xuất hiện chủ động người tiếp dẫn tình huống. Đây là ý gì? Đối với U Minh Tử, Tiểu Diêm La Vương cùng Hoa Hồng Đen thì là hơi nghi hoặc một chút. U Minh Sơn chủ động tiếp dẫn, cái này là vì sao? Ha ha, Tiểu Diêm La Vương, Hoa Hồng Đen, các ngươi ngay tại cái này đợi đi, ta đi trước một bước. U Minh Tử nhìn về phía hai người, cười lạnh một tiếng, sau đó liền dọc theo đại đạo hướng thẳng đến U Minh Sơn bên trong bay vút đi. thấy thế, cùng U Minh Tử cùng nhau đến chỗ này U Minh Vực Tu Sĩ cũng theo sát U Minh Tử tốc độ cũng hướng về U Minh Sơn bên trong mà đi. nhìn U Minh chi bộ kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí hẳn là truyền thừa mộ huyệt mở ra. Tiểu Diêm La Vương suy đoán. Hoa Hồng Đen muốn hay không liên thủ. Tiểu Diêm La Vương vừa nhìn về phía Hoa Hồng Đen trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hỏi. có thể ta đã sớm nhìn tên kia khó chịu hoa hồng đen gật đầu vậy thì tốt người ta liên thủ cái này u minh sơn bên trong vô luận là trường sinh dược vẫn là cái kia truyền thừa mộ huyệt đều muốn là chúng ta diêm la vương nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ vừa cười vừa nói sau đó hai người liền dẫn mỗi người tùy tùng giả cũng hướng về u minh sơn bên trong mà đi nơi này chính là u minh sơn sao lại vẫn sẽ chủ động người tiếp dẫn mà liền tại tiểu diêm la vương cùng hoa hồng đen tiến nhập u minh núi trong nháy mắt bên trong vùng không gian này thì lại xuất hiện ba thân ảnh đương nhiên đó là tô huyền linh bảo thiên tôn cùng bị tô huyền chỗ tù binh nam tử ngươi nói xem đây là có chuyện gì tô huyền nhìn về phía nam tử thản nhiên nói đại nhân loại tình huống này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là u minh sơn bên trong truyền thừa mộ huyệt mở ra nam tử cúi đầu không dám nhìn thẳng tô huyền âm thanh run rẩy hồi đáp truyền thừa mộ huyệt đó là cái gì tô huyền lại hỏi truyền thừa mộ huyệt hẳn là u minh sơn lớn nhất đại cơ duyên đã từng chúng ta u minh giới bên trong có lấy một tu sĩ bình thường ngẫu nhiên tiến vào bên trong thu được nơi đó truyền truyền thừa về sau liền cuột khởi mạnh mẽ trở thành thương thiên giấu đất tối cường một trong mấy người nam tử vì tô huyền giải thích nói nói như vậy lần này chúng ta tới càng tốt hơn tô huyền nghiêng đầu nhìn về phía linh bảo thiên tôn vừa cười vừa nói ha ha thiên đế xem ra cơ duyên này chính là vì chúng ta chuẩn bị linh bảo thiên tôn cũng cười vô cùng rực rỡ đi thôi vào xem tô huyền thản nhiên nói tốt linh bảo thiên tôn gật đầu tiếng nói vừa ra tô huyền liền cùng linh bảo thiên tôn cùng một chỗ đạp vào đại đạo tiến nhập u minh núi ô ô ô ta rốt cục được cứu cái kia tóc trắng thanh niên thực sự quá dọa người bằng chứng ấy tuổi thì có loại này kinh khủng tu vi cho người cảm giác áp bách càng là khủng bố thậm chí so táng hoàng còn đáng sợ hơn cái kia tóc trắng thanh niên khủng bố như thế, không được, ta phải để U Minh Tử Đại Nhân biết ta sự kiện này. Nhìn qua Tô Huyền cùng Linh Bảo Thiên Tôn biến mất thân ảnh, Nam Tử thật sâu thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Sau đó, Nam Tử liền chuẩn bị dùng U Minh bí pháp cáo chi U Minh Tử liên quan tới Tô Huyền sự tình. Xoát, mà liền tại Nam Tử vừa mới ngưng kết ra bí pháp ấn ký thời điểm, một đạo kinh khủng kiếm khí đúng là vượt qua không gian, hướng hắn chém tới. Oanh, Nam Tử bị trong nháy mắt mà sát, chỉ để lại ấn ký còn hiện lên ở hư không cũng cấp tốc tiêu tán